nắm tay tự tin quá, đi nhanh gọn ghê đó. Cô này được nè, có nhiều cô rụt rè lắm, không tin tưởng các tường gì trơn trời. Rồi mở mở mạ ra đi hai bạn. Dạ em chào chị Cách. Rồi chào em. Rồi chào em luôn. Rồi bây giờ về vị trí rồi ha. Giới thiệu thật to rõ để cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Mời em trai giới thiệu trước ưu tiên. Dạ em là Lê Đình Lý, ở Đồng Nai lên. Năm nay em 33 tuổi. Đồng Nai ở đoạn nào Lý? Em ở Biên Hòa chị. Biên Hòa Đồng Nai. Mình đang làm công việc gì? Em đang là chuyên viên pháp lý cho văn phòng luật sư. Ở quê mình ở đâu? Em quê Thanh Hóa chị. Vào đây lâu chưa? Em vào cũng khoảng 13-14 năm rồi. Hiện giờ ở dưới Biên Hòa là em ở với ai? Em ở với gia đình nhà cầu. Đông anh chị em không? Nhà em đông chị ơi, nhà em tới 7 anh chị em. Có ai vào trong này lập nghiệp không hay là? Dạ có hai anh trai vào đây. Ở đâu? Ở Biên Hòa luôn. Biên Hòa luôn. Dạ. Là sao không ở với anh mà ở với cậu? Em thích tự do hơn. Ủa ở với cậu là tự do hơn hả? Dạ. Sao ngộ vậy? Tại cậu chiều hơn. Ồ, rồi. Mời em gái. Dạ em là Mai Thị Vui ạ. Em năm nay 27 tuổi. Em làm ở bên trường mầm non ạ. Trường mầm non. Làm ở đâu em? Em làm ở quận 2 ạ. Quận 2. Có nào đi Biên Hòa chơi chưa? Dạ có, ngày trước có làm ở dưới Biên Hòa. Ồ vậy hả? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa luôn. Vui nữa, lại thêm một thông tin vui nữa. Thanh Hóa chỗ nào hai bạn trao đổi thử coi có gần nhau không, biết nhau không? Chắc em xin mừng anh hả? Ờ đúng rồi. Anh ở huyện Triệu Sơn em ạ. Em ở Nga Sơn ạ. Thanh Hóa cũng trùng cung chữ Sơn vậy mà nó có khi nào về Thanh Hóa không? Có vấn đề ạ. Còn ai ngoài đó không? Dạ có anh trai với lại chú gì với ông bà ngoài đấy. Còn ba mẹ? Ba mẹ em mất cả rồi. Ở đây thì cũng gần nhau, mình là quá thuận tiện mà cùng quê nữa. Mai mốt thôi mỗi năm rủ nhau về quê chung ha. Tuyệt vời. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em cũng siêng năng chăm chỉ ạ. Yếu là hay quên, cái gì cần nhớ thì mới nhớ ạ. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình? Em nói chung là em rất là chịu khó. Thứ hai là em rất là cầu tiến. Khi mà em làm một công việc gì đó mà chưa làm được á thì em phải cố gắng em làm bằng xong. Điểm yếu thì em nóng tính và tính em thì rất thẳng. Khi mà em mà không thích một vấn đề gì đó thì em không có thể giấu cảm xúc được. Ngoài ra thì em hơi nhút nhát và không thích thể hiện mình nữa lắm đâu. Khá nội tâm, khá trầm. Mình đã biết đó là khuyết điểm rồi thì mình tiết chế lại ha. Em cũng đang cố gắng. Rồi, cố gắng. Rồi. Tình trường em như thế nào? Dạ, em chưa trải qua mối tình nào. Chưa trải qua một mối tình nào? Dạ. Từ hồi xưa đến giờ luôn? Dạ. Em cũng rất là ok luôn, tuyệt vời như thế này. Tại sao lại chưa có một mối tình nào? Có nguyên nhân gì sâu xa không? Mà em cũng không biết, nhưng mà tại em đi học thì em không có thích quen. Là do em không thích? Dạ. Hết học lâu rồi mà. Hết học rồi đi làm thì làm môi trường ít nam nên là cũng chưa có cơ hội để tiếp xúc nhiều. Có để ý ai chưa? Dạ chưa. Em cũng chưa thích ai luôn? Dạ. Hay là chưa có gặp một đối tượng nào mà làm cho em rung động hết trơn? Dạ chưa. Mà em có thích con trai không? Dạ có ạ. Sao em biết là em có thích? Chưa có cho cơ hội thôi ạ, tại trước giờ là chưa muốn. Thế vậy thì tại sao bữa nay lại muốn? Bây giờ thấy mình cũng có lớn tuổi một chút rồi. Vậy là cũng chắc là chưa có nụ hôn đầu đời rồi phải không? Dạ. Uổng phí tuổi xuân quá. Thôi cố gắng lên. Trời ơi đẹp gái vậy mà không yêu uổng quá à. Sao em? Nãy giờ em nghe bạn gái như vậy em có cảm xúc gì không? Em khá là bất ngờ. Em nhìn thấy cổ em còn bất ngờ hơn nữa. Bất ngờ, nhưng mà bất ngờ là bất ngờ thích hay bất ngờ không thích? 27 tuổi mà chưa yêu ai thì bất ngờ thôi. Bất ngờ với cái số tuổi và cái tình yêu mà chưa có thôi. Thế còn em thì sao? Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu khi em còn là năm cuối của sinh viên. Thì kéo dài 3 năm. 3 năm. Nhưng mà thực sự là em cũng không có ấn tượng nhiều với mối tình đầu. Mối tình thứ hai thì kéo dài 7 năm. 7 năm? Yeah. 7 năm sao chia tay? Sao chưa cưới? Hai đứa tụi em có tình cảm với nhau nhưng mà càng mà kéo dài thì lại càng cảm thấy là nhận ra những cái khác biệt của nhau. Đó, tao yêu tao lấy liền đi để chi mà dài dữ vậy, đêm dài lắm mộng. Em thì thuộc cái người là cầu tiến, thích cái sự nỗ lực vươn lên. Còn bạn đó thì nói chung là thực sự ra thì gia đình nhà bạn có cái sự điều kiện nó dường như bạn sinh ra trong một cái gia đình mà tương đối là ổn định. Thành ra bạn bằng lòng với cái cuộc sống đó. Là không có muốn, không cần thiết phải là không muốn thay đổi lên nữa. Không cần phải vươn lên. Thành ra thì rất là khó. Em động viên bạn học thạc sĩ thì chính em phải là người đi mua hồ sơ cho bạn học. Chứ bạn không có chủ động đi mua. Rồi chính em là người giúp bạn là xin việc làm. Chứ bạn không có chủ động để xin việc làm. Hay tại người ta muốn nương nhờ vô em? Nếu mà muốn nương nhờ vào em thì chắc giờ này đã không chia tay.
cuối cùng đỉnh điểm là như thế nào mà chia tay? Khi mà em xin việc làm cho bạn xong rồi á, một thời gian thì thấy bạn thấy công việc nó tương đối rồi thì bạn nói là không hợp. Là bạn ấy ngỏ lời chia tay trước? Dạ, và em cũng cảm thấy là không hợp thì để cho... Mà nó tốn thời gian quá. Nhưng mà suốt 7 năm đó là vẫn bên nhau hay là có giai đoạn nào chia tay hay gián đoạn không? Không. Là vẫn bên nhau, song hành giúp đỡ nhau đi học. Học xong ra mỗi người cầm cái bằng tốt nghiệp chia tay nhau. Hay quá, cô khác vô hưởng thôi, tội vậy đi. Giờ cô đó có bạn trai khác chưa? Em cũng không biết nữa chị ơi. Có còn gặp nhau không? Không. Có khi nào tình cũ không rủ cũng quay trở lại không? Không, từ lâu lắm rồi em không gặp. Chia tay bao lâu rồi? Một năm rưỡi rồi. Ngưỡng mộ. Ta quen, cũng tình 3 năm, cũng tình 7 năm. Còn mình 27 năm không quen ai. Thì tình, mỗi người lý tưởng của em như thế nào? Em muốn tìm một người như thế nào? Em muốn tìm một người mà thứ nhất là hiếu thảo, thứ hai nữa là phải biết cách cư xử, nhường nhịn. Về ngoại hình có tiêu chuẩn gì không? Cao khoảng 1m8, à 1m58. Sorry. Đúng rồi, 1m8 nha hồn. Cao khoảng 1m58 đến 1m65. Nghe, mình có tiêu chuẩn về chọn người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m7 ạ. Cao 1m7, rồi dạ. Gì nữa? Người đậm đậm một chút là được rồi. Người gì? Đậm một chút chứ không có gầy. Em cao mét mấy? Em cao mét 66. Mét 66. Mét 66 mà đòi gái quay tay cầu tới mét 65. Chị dữ vậy. Có đem hình thấy không? Dạ có ạ. Thôi ra chị coi hình coi. Đây. Dễ ẹt à. Có hai anh lựa một anh thôi. Trời đất ơi, cái gì đông người vậy? Thôi, một hai cô lựa một cô thôi. Kỹ vào. Đâu? Ai? Chị nghĩ là anh. Tại sao là chọn anh đó? Anh trông giống bên là bên luật hơn. À, trông giống bên luật hơn hả? Nếu mà đưa chị cũng chọn anh này. Nhưng mà hỏi chị lý do, chị nói tại thấy hai người này thả tim mà người này không có thả tim. Áo đỏ. Áo đỏ. Tại sao chọn áo đỏ mà không chọn áo đen? Tại vì em thấy rằng bạn bên kia bạn nói rằng là thích một bạn nam mà đậm đậm người thì chắc em nghĩ bạn hơi mập. Bây giờ xin mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim để xem sự lựa chọn của mình ngày hôm nay có trùng khớp hay không nhé. Đây, mời hai bạn. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Đúng không? Dạ. Đúng hả? Vậy đúng em là cô áo đỏ không? Dạ. Hay quá, chị còn nhìn không ra nữa, tại sao quá, mắt chị cũng kém rồi. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận đầu tiên của hai bạn là như thế nào? Em thứ nhất là rất là bất ngờ khi mà em tham gia chương trình này. Thứ hai nữa là càng bất ngờ hơn khi mà gặp bạn gái đồng hương mà rất là xinh. Thế còn em, cảm xúc đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim này mở ra là gì? Dạ, em cũng bất ngờ. Bất ngờ vụ gì? Trông anh nghe trông giống người kiến thức nhiều ạ. Ăn quà đi kìa. À, anh lần đầu gặp em anh có món quà nhỏ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em có chút quà nhỏ tặng. Cảm ơn. Món quà là gì vậy? Mình có thể trao đổi, mình có thể tiết lộ xíu không? Thực ra thì em rất là muốn tự tay làm một món quà để tặng cho người bạn hôm nay gặp. Nhưng mà hôm vừa rồi thì em gặp sự cố là chân hơi đau, không có đi lại được. Nên em mua một món quà. Ngộ vậy, tự chân đau mà ảnh hưởng đến tay luôn hả? Không đi lại, không có mua sắm những cái trang. Nhưng mà nếu mà đi được thì em làm được cái gì? Em có thể làm một số đồ handmade nho nhỏ như là bình cắm hoa, bình buồn. Hay quá ha. Thế còn em, món quà của em là gì ạ? Tặng anh một cuốn sách ạ. Có những thứ mà vấp ngã mình vẫn có thể coi đó là bài học để mình phấn đấu. Các thường mời hai bạn thưởng thức một món ăn nhìn rất đẹp mắt, rất là hấp dẫn của nhà hàng Hoàng Yến. Cơm vàng đùi gà quay và bánh ngọt và trái cây. Đây là một cái món ăn gây thương nhớ tại nhà hàng, với một cái lớp da vàng rụm ở bên ngoài, dùng kèm với đùi gà quay mềm, ngọt liệm và thơm ngon. Mời hai bạn cùng thưởng thức và trò chuyện tự nhiên với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Mời hai bạn. Chị. Anh mời em. Dạ, em mời em. Em ở trong này là ở với ai em? Dạ, bây giờ em đang ở với bạn. À. Ngày trước là ở với chị gái mà chị gái đi lấy chồng nên là chuyển ra ngoài. À, nhà em là mấy anh chị em? 7 ạ. Ôi, vậy giống nhà anh. Em là thứ mấy trong nhà? Đã, em là thứ 4 ạ. À, em công tác trong ngành giáo dục lâu chưa? Mới được 1 năm rưỡi rồi ạ. Ờ, vậy trước đây là em học ngành khác hả? Em học bên y tế, em làm ở phòng khám rồi. À, công việc em làm hành chánh hả? Hay là... Dạ, em làm hành chánh. Công việc của anh làm bên nó cũng làm hành chánh ạ. Ừ, anh làm hành chính nhưng mà thỉnh thoảng thì nếu mà có công việc ở các tỉnh thì anh sẽ đi công tác theo phân công. Hôm nào mà có dịp anh mời em về Biên Hòa chơi.
công việc em thấy áp lực không? Dạ không, cũng thoải mái. Em làm bên đó nhưng làm bên y tế học đường. Y tế học đường của trường mầm non. Dạ. Ai lại nghĩ là em là giáo viên mầm non. Khi mà nghe mà 27 tuổi mà chưa từng đi qua là anh bất ngờ lắm. Thì cũng có nhiều người bất ngờ. Em có hay về nhà ngoài Bắc không? Có, một năm em về một lần. Tết về hả? Thì bình thường là Tết về, còn có khi nhà mà có việc thì sẽ về, và dịp khác thì Tết không có về nữa. À, em có nghĩ rằng là em sẽ lập nghiệp ở trong này không? Hay là em sẽ về Bắc? Dạ, em nghĩ là mình thích ở trong này hơn. À, anh thì anh thấy là anh học ở phía Nam này hơn là ở Bắc. Xác định là ở trong này lập nghiệp luôn hả? Dạ. Trời ơi, cơm ngon quá, ăn đi. Ăn nhiều vô. Cái nó mập kìa, tao thích da tròn tròn, mình hơi ốm này. Thấy không, cho hồi nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Dạ, cũng hỏi để biết xem là có lập nghiệp trong Nam này được không? À, em định lập nghiệp trong Nam luôn chứ hả, đúng không? Dạ. Cùng chí hướng. Cùng chí hướng rồi. Dạ. Em ở quận 2 là ở với ai vậy? Em làm quận 2 nhưng mà ở quận 9 ạ. À, càng gần dạ, nữa. Càng gần Biên Hòa, nếu mà ở đó là ở với ai? Ở với bạn. À, mình còn em ở với đó là rồi có kế hoạch gì để mà ví dụ lấy vợ, hai người cùng chí hướng nè. Rồi giờ lấy vợ muốn lập nghiệp ở trong này luôn thì mình có cái định hướng gì, kế hoạch gì cụ thể cho tương lai chưa? Em nghĩ rằng là ở Đồng Nai nó sẽ phù hợp với công việc và cũng như là cái mức sống nó cũng phù hợp với lại khả năng. Bây giờ công việc đã ổn định chưa em? Có việc ổn định chưa? Dạ rồi. Em làm luật mà về bên cái mảng nào? Chủ yếu là về dân sự. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 33 chị. 33 rồi. Như tuổi này cũng là đã có vợ có con được rồi đó, đúng chưa? Dạ. Bây giờ thì nếu mà muốn định cư ở trong này, muốn làm việc luôn thì cũng phải có nhà có cửa để vợ con đồ ở, chứ mình cũng không đâu thể ở nhà cậu mợ hay anh chị được hoài. Dạ. Đúng không? Bây giờ nếu như quen một mối quan hệ thì em định bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Em nghĩ rằng là tùy vào cái tình cảm sâu nặng giữa hai người là có hiểu nhau hay không và có chấp nhận nhau hay không thì... Nhưng mà mình cũng phải có một cái mắt chứ, gì không thể nào mà cứ quen nhau hoài rồi để kéo dài 5 năm, 7 năm nữa rồi chia tay. Chị cũng không có tán thành cái việc đó. Em nghĩ là 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đó, nó ít nhất nó phải có một cái như vậy. Như thời buộc mình con gái mình thanh xuân mình qua nhanh lắm em. Dạ. Quen một cái đối tượng mà thấy được hay không được á, thật sự mà người ta trân trọng mình, để yêu thương mình á, có thể là ngày cưới hay đồ mình từ từ, nhưng mà phải ngỏ lời. Tại em chưa có kinh nghiệm, chị phải truyền kinh nghiệm. Dạ. Chứ còn nếu mà quen một cái người mà người ta cứ im lặng, người ta không nói gì, người ta không chủ động, không có cầu hôn, mình nên xem lại coi người ta có muốn tiến dài, tiến xa với mình hay không. Đúng không? Dạ. Tôi nói gì có sai gì không? Dạ đúng. Đúng không? Chứ bây giờ quen hoài, không cầu hôn, phải đợi người đàn ông cầu hôn. Mà giờ người ta không cầu hôn, mình ngồi hoài luôn. Cái tự nhiên qua tuổi thanh xuân, đến một lúc nào đó chợt nhận ra ờ sao mình không hợp nhau này kia, cái chia tay. Có phải thanh xuân của người phụ nữ nó qua đi không? Em cũng vậy nữa. Lấy vợ sớm sớm một chút, sanh con rồi con cái không, sau này cha già con mọn, đúng không cưng? Dạ. Rồi tiếp tục kế hoạch. Em nghĩ nếu mà hai đứa tụi em mà có thể tiến tới được với nhau thì sẽ làm nhà ở Đồng Nai. Làm nhà ở Đồng Nai. Dạ. Cố gắng đi, giờ cũng có bằng rồi, học hành bao nhiêu năm nay rồi, tập trung công việc rồi dành dụm để mà có một cái tổ ấm rồi an cư thì mới lạc nghiệp được. Rồi còn cái điều kiện mà làm quen tìm hiểu với nhau thì chị thấy hai bạn rất là hợp. Nãy giờ chưa thấy khó khăn nào hết, chưa thấy nha. Còn mình tìm hiểu có hợp hay không là còn tùy nữa, vì cái đó là về cảm xúc. Nhìn bề ngoài thì ok, còn cảm xúc là phải do hai bạn. Bây giờ Tường mời hai bạn mỗi người bóc một lá bài ha. Trong này có những yêu cầu của chương trình đưa ra, mình sẽ thực hiện những yêu cầu trong chương trình này. Có chút va chạm, có chút tiếp xúc với nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đọc lớn lên em gái. Giả sử anh và em đang ngồi uống cà phê, có một cô gái đến bắt chuyện và làm quen với anh, em sẽ xử lý như thế nào? Hai đứa đang hẹn hò, đang đi chơi, đang tìm hiểu, đang yêu nhau. Tự nhiên có cô gái tới, mình diễn thử đi. Mình diễn thử coi như là hai người nè. Đó, bây giờ hai người là chị trẻ, chị làm cô gái kia thôi nha. Cô chị ví dụ nha. Bây giờ hai người đang uống cà phê, đang trò chuyện nè. Cái tự nhiên chị tới nè, em chào anh. Dạ, em nhìn xa em thấy anh, em ngồi bên kia em nhìn qua em thấy anh dễ thương quá à. Anh có thể cho em xin số điện thoại anh được không? Chắc em phải hỏi bạn anh. Dạ, em xử trí thì sao? Cô đó, cô nhìn em đó. Dạ, em kêu anh cho luôn. Cho luôn hả? Dạ. Dạ, chỉ cho rồi kìa anh. Nếu mà chị cho thì em ra lấy số từ chị đi. Chị cho em số điện thoại ảnh đi chị. Em không có làm gì đâu, tại em thấy anh đẹp trai dễ thương quá nên em muốn kết bạn thôi. Dạ. Cho không? Cho. Cho luôn hả? Sao vậy? Tại sao cho? Mình phải bảo vệ tình yêu của mình chứ. Nếu mình đã tin tưởng rồi thì mình... Nhưng mà giang hồ giờ hiểm ác lắm em. Mình tin tưởng là một chuyện, nhưng mình đừng cũng phải ngăn cản khi thấy có những cái tín hiệu xấu. Bạn trai mình ok tốt, nhưng mà biết đâu những cô khác xung quanh người ta không tốt thì sao? Mình vẫn phải tin tưởng. Nhưng mà nếu trên thực tế mà có một cái tình huống như vậy và anh ấy xử lý như lúc nãy thì em suy nghĩ như thế nào? Đồng ý với cách ứng xử đó không? Dạ. Còn ngược lại thì em có đồng ý với cách ứng xử của bạn gái em là cho không?
Em nghĩ rằng là cái cách ứng xử của bạn nó cũng khá là tốt, nhưng mà không biết là về nhà có nhéo em hay là có làm gì em hay không. Về nhà em chưa biết được. Cũng làm thì dạ chịu nha, ảnh đã hỏi ý kiến em mà đưa qua em mà em còn cho như vậy nữa thì là về nhà không có ngắt nhéo ảnh nha. Dạ. Hai bạn đây mình đang còn rất là lịch sự, tuy nhiên trong tình yêu thì đôi lúc không có thể hiện được những điều đó đâu. Yêu nhau đi rồi mới thấy cái cảnh, yêu nhau đi rồi mới thấy cái cảnh lúc đó là sẽ lông lồn lên như thế nào và sẽ sưng sổ lên như thế nào. Còn lâu mới cho số điện thoại. Rồi mời em. Hãy thực hiện các động tác theo yêu cầu của bạn gái. Bạn gái đọc đến đâu, bạn trai làm tới đó. Rồi, em đọc đi cho anh làm. Dạ, làm động tác hơn nữa. Thôi là em phải đứng lên cho sang bên đấy chứ không chị? Ôi vậy hả? Mời em, chị đâu biết. Chứ hay là em ngồi bên này thì hơi xa này sao? Chị đâu biết. Em hỏi ý kiến chị thì chị tư vấn giùm em. Ồ, chị chỉ tư vấn về cảm xúc thôi chứ còn về hành động chị không có tư vấn được. Em phải thương lượng với cô ấy chứ. Em có đồng ý cho anh sang phone em không? Em xin phép chị nha. Tôi xin phép tôi chị, xin phép bạn ấy, xin phép tôi chị. Trời ơi. Tự tin quá ha, quyết đoán quá ha. Bắn tim à? Bắn tim. Trời, em đọc luôn, anh đứng đó làm luôn. Bắn tim. Này hả? Nhìn cổ chứ lẽ bắn cho tôi, sao nhìn tôi? Phớt tóc kiểu lãng tử. Sao? Này hả? Lãng tử đó hả? Em biết nữa, em sống nội tâm giờ em có biết. Ra phút lại, ra phút lại. Thường quốc ta phải thọt mấy ngón tay vô. Sầu quá. Cái gì nữa, cái này phải thọt vô trong cái máy. Hất lên thì mới lãng tử được. Rồi làm thử coi, làm thử coi. Nói đùa cho vui thôi. Đó là những cái câu hỏi chương trình dành cho hai bạn để chúng ta có một chút xíu gọi là có cái sự va chạm để mình hiểu nhau nhiều hơn, với đo được cái cảm xúc của nhau. Hôm nay về phía bạn nam là có một người thân đi theo, là ai vậy em? Dạ cô dạy em. À là cô dạy, dạy về cái gì? Cô dạy em từ thời mà em là sinh viên luật á. Oh. Đến bây giờ thì vẫn là kèm cặp em trong con chuyên môn nghiệp vụ. Rồi mời cô ạ. Mãi dạ chào cô. Dạ. Dạ. Chào diễn viên, MC và người đẹp không tự khác tường. Dạ cảm ơn, cảm ơn cô. Cô ngồi nghe cái câu chuyện của hai bạn trẻ này từ nãy giờ ha. Yeah. Theo ý kiến cá nhân của cô thì cô nhận xét về cặp đôi này như thế nào? Xin phép cho mình được dài dòng chút xíu là mình sẽ có bốn cái lời khen. Yeah. Thay lời nhận xét cho cái cả chương trình này. Yeah. Không phải vì cặp đôi. Dạ yeah, cảm ơn cô. Thứ nhất là mình có một cái lời khen dành cho chương trình, bởi vì nhờ có chương trình này mà những cái trái tim đang cô đơn sẽ tìm thấy nhau. Yeah. Và sẽ lan tỏa được cái tình yêu. Thay các bạn sẽ có cái hy vọng về một cái tương lai. Yeah. Trong cái tình yêu của các bạn. Em thay mặt chương trình cảm ơn cô. Dạ rồi, là cái lời khen thứ hai dành cho MC Cát Tường. Đó là một MC có rất là nhiều năng lượng, đặc biệt là năng lượng trong tình yêu. Mặc dù là bị ế. Không, Cát Tường thì làm sao ế được. Cát Tường vẫn giữ một cái lửa cho cái tình yêu của mình. Chính vì cái lửa đó truyền được một cái thông điệp cho các bạn trẻ rằng là tình yêu là một cái gì đó rất là tuyệt vời. Dù cho chúng ta gặp những cái khó khăn, những cái trắc trở, thậm chí là chúng ta chia tay, chúng ta phải theo đuổi nó, dành thời gian, dành tâm huyết, dành cho một cái tình yêu trong cái cuộc sống này. Và cái lời khen thứ ba mình dành cho bạn nữ khi mình bước vào cái phòng ghi hình và mình được ngồi phía sau bạn nữ. Cái điều mình rất là thích ở chỗ bạn nữ này là gì? Mình không nói đến ngoại hình thì bạn này quá tuyệt rồi. Mình có một cái cảm xúc, đó là gì? Mình nghe thấy cái cảm xúc của bạn ấy luôn. Tức là bạn ấy đang ở trong một cái trạng thái là bịt mắt kính, nhưng mà nụ cười vẫn nở trên môi bạn ấy. Và cái hơi thở của bạn ấy mình cảm nhận được là bạn ấy rất là mong chờ cái cuộc gặp gỡ này. Và bạn ấy rất chân thành mong muốn có một cái cuộc gặp gỡ này. Yeah. Và cái lời khen thứ tư đó là mình dành cho học trò của mình. Mình cũng có cái duyên là dạy bạn này ở đại học. Và mặc dù là không tiếp xúc với bạn nhiều lắm, nhưng mình có lời khen cho bạn. Đó là bạn có một cái sự nghiêm túc trong cả công việc, trong cả tình yêu, trong cả cuộc sống của mình. Nói nôm na, đó là một cái người đàn ông. Nếu một người phụ nữ cần một cái người đàn ông tốt, một người đàn ông có gia đình, thì bạn này có thể là đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó. Yeah. Cho chê chút xíu, đó là bạn này hơi cầu toàn trong cuộc sống như trong công việc. À hơi chê, đang chê hả? Đang chê đó. Và chính vì sự cầu toàn đó thì đôi khi bạn hơi khó tìm thấy cho mình một cái người mà theo bạn là hợp với bạn. Công việc cũng là một trong những cái lý do để bạn cảm thấy hơi e sợ trong cái tình yêu hoặc là hôn nhân gì đó. Mong bạn nữ và bạn nam luôn, tha thiết mong bạn nữ tạo một cái cơ hội cho nhau. Bởi vì tất cả nó quá tuyệt vời rồi. Mình rất là mong các bạn tạo cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Mình cứ tìm hiểu như là những cái người bạn bè. Cảm xúc còn lại là một cái điều nó phải được vun đắp, chứ không phải là chỉ là nhìn ngày hôm nay các bạn ha. Rồi, xin hông.
Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều với những cái lời rất chân thành của cô ạ. Cô ạ. Dạ, con cũng cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Cảm xúc của bạn nữ như thế nào? Sao em lại khóc? Có nguyên nhân gì? Có gì? Có. Tại em nghe cô nói là cô hiểu được tâm ý của em với lại cảm xúc của em thì nó tự dưng lắm. Thế là mình xúc động thôi. Một cô bé rất là đầy cảm xúc. Và đây cũng là những người sống nội tâm. Thật sự những người mà nhiều cảm xúc như vậy á, chị nghĩ đó là những con người lương thiện. Và thật sự với cảm xúc của một người hay là mai mối, chị thấy hai đứa em tương đối là tương đồng với nhau. Giống như hồi nãy cô cũng có chia sẻ đó, tình yêu lúc nào nó cũng đẹp hết. Mặc dù trong tình yêu nó sẽ có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tại vì em chưa yêu lần nào nên chị chia sẻ không phải tình yêu là vui vẻ không, không phải là cười không đâu em. Đến khi mà nó va chạm vào cuộc sống, nó sẽ có những lúc khiến mình phải rơi nước mắt. Nó sẽ có những đau khổ, nhưng đó cũng vẫn là những cái giọt nước mắt trong cái hạnh phúc. Nếu mình vượt qua được những cái chướng ngại, những cái khó khăn để mình tiến tới được với nhau, mình cùng chung được một cái chí hướng thì mình sẽ có những cái hạnh phúc viên mãn về sau. Hy vọng tình yêu nó đến với em có thể chậm nhưng nó sẽ chắc chắn và bền vững. Đó là một cái lời chân thành chị muốn chúc em như vậy ha. Dạ, cảm ơn chị. Cũng không muốn những cô gái phải thăng trầm nhiều giống như chị đâu. Dạ. Hy vọng là một tình yêu duy nhất và mãi mãi dành cho em. Và hy vọng cái duyên đó ngày hôm nay chị được mang đến cho em. Mọi người nói với nhau một câu nữa đi trước khi chúng ta quyết định là bấm nút. Trước hết là em cảm ơn chương trình. Em khá là bất ngờ khi mà được biên tập viên gọi cho em. Em nghĩ rằng là chương trình thì lượng người đăng ký rất là đông. Đến em chắc già mất rồi. Là bất ngờ tiếp theo là hôm nay được gặp bạn nữ rất là xinh và lại đồng hương với em, cùng quê với em. Thì hy vọng rằng là trong tương lai tụi em có những cái tình cảm tốt đẹp hơn. Anh muốn nói với em rằng là anh sẽ cố gắng để vun đắp tình cảm giữa hai đứa. Dù rằng không biết tương lai nó như thế nào, nhưng mà anh sẽ cố gắng từng ngày, từng ngày. Dạ. Nếu mà có cơ hội hai người hẹn hò với nhau thì em cũng cố gắng để vun đắp tình cảm. Thật sự là bạn trai phải cố gắng nhiều hơn. Tại vì phụ nữ thì người ta sẽ e thẹn, mà mình là đàn ông mình phải chủ động. Với lại đây cũng là một cô gái mà tại vì cũng chưa có kinh nghiệm trong tình yêu nữa, nên mình cũng phải cố gắng sắp xếp và chủ động một chút xíu nha. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như đồng ý hẹn hò thì mình nhấn mạnh vào nút. Nếu không đồng ý thì mình lấy tay ra, suy nghĩ thật kỹ, bấm nút. Dưới sự chứng kiến của rất là nhiều người đang theo dõi chương trình, mình bấm bằng cái cảm xúc thật của mình. Nãy giờ những ý kiến xung quanh để cho các bạn tham khảo thêm thôi, nhưng mình phải xem trái tim mình có rung động hay không. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm rồi nhắm mắt lại luôn nhé. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường thì hãy quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Cảm ơn hai bạn, rất là vui ha. Hai trái tim đã cùng sáng đèn. Rồi mời em trai qua đứng bên đây. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ chính thức là mình trở thành một cặp đôi để tìm hiểu nhau nha. Còn tìm hiểu nhau bao lâu, kế hoạch như thế nào, đó là chuyện của hai bạn. Nhiệm vụ của Dạ Tường đến đây là hết rồi. Chị tên là gì? Em tên là Trần Thị Thoan. Chị sinh năm bao nhiêu? Em 1982. Mình đang sống ở đâu ạ? Em ở Trường Minh, Nông Cống, Thanh Hóa. Bây giờ ví dụ như mình ghi hình ở Sài Gòn, ta vô được không ạ? Dạ. Ý là bây giờ mình ghi hình ở Sài Gòn, mình bay vô được không ạ? Được ạ. Rồi, mình làm nghề gì chị? Em giáo viên. Chị tí nữa, tại vì chương trình Bảo Nguyên Hò là đây sẽ là một chương trình talk show. Thì chủ yếu là mình sẽ là người tự chia sẻ nhiều hơn em ha. Dạ. Nghề giáo viên gì vậy? Giáo viên về cái gì ạ? Em bên tiểu học. Rồi, em tại tiểu học. Dạ, mức thu nhập của chị là bao nhiêu ạ? 12 triệu đồng trên một tháng. Rồi, chị giới thiệu cho em về cái điểm mạnh tính cách của chị ha. Điểm mạnh của em là nấu ăn ngon với lại hát hay. Hát hay hả? Chị hát cho em thử nghe một đoạn coi nè. Để hôm đấy hát bí mật. Em làm công tác bề nổi chủ yếu mà. Nấu ăn ngon rồi cái gì nữa ạ? Em công tác bề nổi ngoại giao tốt. Ngoại giao tốt rồi gì nữa không? Tóm lại là em hoạt động tất cả bề nổi đều năng nổ.
Rồi. Điểm yếu của chị là gì ạ? Điểm yếu của em là nhiều lúc hay quên. À, đại ký hả? Hay quên. Nhiều lúc hay quên, nhưng quên chỉ trong 5 phút. Trong 5 phút. Rồi mình còn gì nữa không ạ? Dạ không. Rồi, về tình trường á, chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Chị đã kết hôn chưa? Em kết hôn rồi, em được 2 cháu rồi, nhưng mà vợ chồng em ly thân 6 năm nay. Ly thân? Ly thân là mình đã có với ly gì chứ chị? Bây giờ, hiện tại bây giờ anh đang bên nước ngoài cũng 7 năm nay rồi không về. Cho nên là chị chưa có giấy ly dị đúng không chị? Đúng rồi. Ui, vậy là đâu có được. Tại vì mình phải có giấy tờ ly dị đây này nọ đầy đủ thì mình mới được tham gia chương trình chị ơi. Nhưng mà tại anh không về nữa. Anh bên nước ngoài nè, không về nhưng nữa. Nhưng mà chị cũng phải nói chuyện với ảnh là như thế nào chứ. Tại vì trên bên chương trình là phải có giấy tờ đầy đủ thì mới được chị. Tại vì bây giờ làm giải quyết thì em cũng lên 2 lần rồi. Nhưng mà phải bước đầu tiên là phải có... ý là phải có hai vợ chồng lên ấy, thì tòa mới giải quyết. Mà em cũng lên 2 lần rồi, nhưng mà bây giờ hiện tại 7 năm là không về nữa và cũng không liên lạc với nhau nữa. À, dạ chị ơi, khi tham gia chương trình ấy, là điều kiện bắt buộc của chương trình là mình phải chuẩn bị được giấy xác nhận độc thân. Nên là nếu mà mình chưa ly hôn là mình không làm được cái giấy xác nhận độc thân. Nếu như là tại mà chị và anh đã ly thân rồi nhưng mà mình chưa có giấy ly hôn á, chưa có giấy ly hôn thì à. Lỡ như mà anh xem chương trình anh nói ủa tôi chưa ly hôn cô này với cô này mà tại sao chương trình lại ghép thì rất là khó cho tụi em. 7 năm rồi mà cũng không liên lạc với nhau nữa mà cũng về gọi về giải quyết 2 lần nhưng mà cũng không về. Chị ơi, vậy tụi em phải chị thông cảm cho tụi em nha, tại vì cái này nó cũng phải bắt buộc giấy tờ này nọ rõ ràng lắm chị. Dạ, cái này bên đài truyền hình đó, nên là không có giấy tờ đó, thì tụi em làm việc cũng rất là khó. Nên là chị thông cảm cho tụi em nha. Dạ, dạ khi nào mà mình chuẩn bị xong được giấy ly hôn và giấy xác nhận độc thân. Sau khi mình ly hôn xong mà giấy xác nhận độc thân thì mình cứ đăng ký tham gia chương trình lại. Không sao hết chị nha, chương trình vẫn chờ chị. Dạ, dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị ha. Thì chắc là buổi phỏng vấn của mình hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Cảm ơn. Dạ rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ, em chào chị ạ. Mình thoát cuộc gọi. Trước tiên em mời chị Hương giới thiệu giùm em về tên tuổi, nghề nghiệp cũng như là chị đang ở đâu nha. Chị là hiện tại địa chỉ là vẫn ở ngoài Thanh Hóa. Mà sống Sài Gòn là chỉ là sống ở trong đấy, làm việc trong đấy thôi, hộ khẩu vẫn Thanh Hóa. Công việc thì chị buôn bán tự do, kinh doanh tự do ấy. Còn về tuổi chị là sinh năm 77. Bây giờ chị đang ở Hồ Chí Minh hay là chị đang ở Thanh Hóa vậy chị? Hiện tại là chị đang Thanh Hóa. Dạ. Đến khoảng tầm 29 chị đi bay vào. Là chị bay vô Hồ Chí Minh là chị làm kinh doanh chị á hả? Đúng rồi, chị làm kinh doanh tự do. Dạ, chị kinh doanh gì vậy chị Hương? À, chị làm phế liệu. Rồi làm hay đi sang cam lấy hàng thứ vậy đó. Nói chung là công việc buôn bán tự do nên là cũng nhiều ngành nghề. Dạ. Chị cứ quá tự do là giờ giấc mình cũng tự do luôn chị ha? Đúng rồi, giờ giấc chị cũng tự do luôn. Dạ, vậy điểm mạnh, điểm yếu của chị Hương là gì? Chị chia sẻ nha. Thì điểm mạnh, hòa đồng, vui vẻ. Còn điểm yếu thì là... không biết là cái điểm yếu của mình là gì đâu. Hòa đồng buôn bán là hòa đồng vui vẻ rồi nè. Ừ. Chị, có nhà có nấu ăn đồ không? Có, chị nấu ăn, biết nấu ăn. Thì ngày trước cũng có mở nhà hàng ở Sài Gòn, cũng mở nhà hàng rồi mở nhà hàng ở Bến Tre nữa. Nói chung là chị là kinh doanh tự do thành ra là cái công việc nó cũng hay xoay theo thời gian ấy. Yeah. Rồi chị ở Hồ Chí Minh là chị đang ở với ai? Chị đang ở một mình. Điểm yếu là điểm yếu là có nóng tính hay là có bề bộn hay như thế nào không chị? Nóng tính một chút nhưng mà ngày trước bây giờ thì bình thường. Như bình thường là dạ. Giờ điểm tĩnh lại à chị? Rồi, chị trải qua bao nhiêu? Em mất bình tĩnh, nói chung là hay mất bình tĩnh. Điểm yếu là hay mất bình tĩnh. Dạ. Rồi có bao giờ mình cãi lộn như cái vụ mất bình tĩnh của mình không? Khách hàng rồi đó mình có nói lại không? Có chứ, nhưng mà chỉ có xong cái là xong là có thể là
cái điểm mạnh của chị là có thể là làm hòa nhanh và người ta hiểu được, có thể là nói cho người khác dễ hiểu. Chị ở Hồ Chí Minh là chị ở với ai? Chị ở một mình. À, chị ở một mình. Chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Chị hiểu là mình đi làm xa vậy đấy, hay là đi ra ngoài giao du nhiều ấy, người ta đem tình cảm cho mình thì nói chung là nó cũng nhiều lắm, mà để đáp lại thì chị ít lắm. Chị không thì là cứ để ý quan tâm đến con là nhiều, bây giờ con cái nó có gia đình rồi ấy, thì biết đi học xa rồi, nó lớn rồi, nó cũng không gần mình nữa thì thấy buồn buồn, thì lại với nghĩ đến cái chuyện này. Chị lập gia đình năm năm mấy? Chị lập gia đình năm 2003. À quên, năm 99 chứ, là lúc ấy 23 tuổi. Dạ, 1999 rồi, chị với anh này sao mà mình đảo vỡ? Với anh thì kiểu không hợp nhau ấy, thì cũng đi chia tay từ năm 2007 giờ. Nó không hợp là về vấn đề gì không hợp chị? Tại vì mình cưới. Cái gì nó cũng không hợp mà, tại vì lúc cái lớn lên thì lấy thôi, cũng không có cái cảm xúc giống bây giờ ấy. Là anh đó, nhà chủ có sao? Có người đến yêu thì thế là lấy, vợ lấy chồng thôi. Mà khi về sống với nhau thì nhiều cái nó không có hợp nhau ấy. Thứ hai nữa là cũng còn lúc ấy cũng còn trẻ, suy nghĩ nó cũng, nói chung là vợ chồng nó cũng là cái duyên phận nữa, bây giờ cũng không biết đối cho ai. Đó. Nên là cứ không có duyên, còn không còn duyên với nhau thì chia tay. Dạ, không hợp là không hợp ở điểm nào chị? Chị nói một vài điểm để gì bên em tìm những người mà không có lấy cái đó cho chị. À rồi, ok. Không hợp này, về nói chung là cái gì cũng không hợp, tại vì chị là thích là người sạch sẽ này. Sạch sẽ mà chịu khó, biết gọi là quan tâm đến người khác. Chị nói đi, em đang nghe nè, chị nói. Sạch sẽ, biết quan tâm người khác, nói chung là cũng biết làm ra kinh tế nữa. Đàn ông mà cũng biết làm ra kinh tế. Rồi, chị có mấy đứa con rồi? Hai, một trai, một gái. Con chị mấy tuổi, lớn chưa? Con trai chị lớn sinh năm 2000 nhưng mà lập gia đình rồi, độc lập. Con gái thì đang ở với chị, đang học dược năm thứ hai. À, là chị đang ở Hồ Chí Minh với con gái chị hả? Không, con gái chị học Hà Nội, tại vì chị ở trong đấy là chị chỉ làm kinh doanh trong đấy, vì chị cũng có nhà có cửa trong đấy ấy. Yeah. Làm nhưng mà chị không có nhập hộ khẩu vì chị ra Bắc, nhưng chị có nhà ngoài này luôn. Yeah. Còn con trai chị là đang ở đâu? Con trai chị cũng ở ngoài Bắc. Đúng. Mà kiếm một người trong đấy thì chị cũng chỉ có một mình chị đi theo họ thôi đấy. Đây, cái mẫu người bạn trai sắp tới mà chị mong muốn là như thế nào chị Hương? Về tính cách nè, hoặc là về ngoại hình, chiều cao, con nặng hay là quê quán á? Chiều cao thì tầm 1m65 trở lên, bao nhiêu cũng được. Còn ngoại hình thì ưa nhìn một tí, sạch sẽ, quan tâm đến người khác, biết làm ra kinh tế. Không phải là ông nọ bà kia, nhưng mà nói chung là con trung bình tí, con phải có điều kiện trung bình tí để sống cuộc sống nó không bị áp lực quá. Dạ, trung bình là khoảng bao nhiêu lương tháng thì chị mong muốn bao nhiêu? Tầm 15-20 triệu đủ trang trải sống là được. Dạ. Còn là cái đó là những người không cần lương mà người ta làm kinh doanh tự do ấy, giống chị ấy. Nói chung là làm kinh doanh tự do giống chị thì tốt nhất. Nhưng mà chị có thấy là kinh doanh tự do thì nó có thu nhập nó có bấp bênh quá không? Kiểu như tháng này được, tháng kia không được không? Không, cái kinh doanh thì nó kho không, nó cũng không phải bấp bênh, cũng có thể là mình là, vì là nhiều chị cũng là một doanh nghiệp mà, có thể là doanh nghiệp nhỏ độc lập một mình chị thôi. Mà ý là mình cũng một người mà nếu mà kinh doanh tự do, kể cả là kinh doanh ở nhà buôn bán tự do cũng được, không có cái gì cả, vì chị cũng làm cái nghề đấy thì nó phù hợp hơn. Bây giờ lấy một người công chức ấy thì chị cũng không thích. Không thích công chức. Sao chị không thích công chức? Thì bây giờ nếu mà về hưu rồi thì là tuổi họ hơi lớn, mà họ vẫn còn làm việc thì cũng không có thời gian nhiều. Nói chung là có cũng được, cũng tốt, nhưng mà đấy là mong muốn thôi. Còn nếu mà có một người như thế phù hợp với mình cũng được. Yeah. Sao không? Thứ nhất là chị muốn này, cao 1m65 trở lên bao nhiêu cũng được. Tuổi thì từ sinh năm 63 đổ lại đến 75. Yeah. Vậy hơn tuổi chị. Từ 63 đổ lại 75, từ 75 đến 63. Là sinh năm 63 ấy.
chứ không. Còn hình thức thì ưa nhìn, sạch sẽ, biết quan tâm người khác. Công viên vùng miền của anh thì sao? Anh nói miền Nam hay là nói miền Tây? Miền nào cũng được. Miền nào cũng được. Còn nếu ưu tiên thì vẫn là miền Bắc. Dạ. Yeah. Miền Bắc mà, ưu tiên vẫn là miền Bắc. Mà Sài Gòn cũng càng tốt thì càng gần. Các miền Tây cứ để nó hơi xa tí. Thì thôi đừng miền Tây nữa. Miền Tây xa lắm. Từ Sài Gòn đổ ra Hà Nội thôi. Hoặc là các tỉnh miền Bắc. Ok. Rồi chị có tài lẻ gì không? Có hát hay là có nhảy múa hay là có làm thơ gì được không chị Hương? Thì được những cái thứ đấy nhưng mà chỉ là nỗi hứng thôi, nỗi hứng thôi chứ cũng không phải là ví dụ lúc nào tâm trạng buồn quá thì cũng có thể mà hoặc là vui quá thì cũng có làm được. Còn hát thì cũng nói chung là cũng bình thường, cũng thích hát nhưng mà cũng không phải là xuất sắc lắm. Rồi hát hát em nghe loại ngay. Hát cái gì được? Được chị hát em nghe một đoạn nha. Dạ. Anh nghe câu dân ca dần má tướng sóc mà ra giết thế. Ôi câu ca nắng tinh nặng nhà. Có lúc nào anh em không? Dạ hay quá chị, hay luôn. Đúng lúc lên hát bài nha, thế nhưng mà tụi em có hỏi nhưng mà có một điều như này em này, là con gái chị nó biết, nó lại không muốn chị lên chương trình, bây giờ không biết làm nào đây này. Tại sao là không muốn cho chị lên? Bây giờ nó nuôi con tới vậy rồi, giờ tới lúc mình phải tận hưởng chị à. Nhưng mà nó bảo là mẹ ơi mẹ lên, xong bắt đầu họ bình luận ở dưới đấy, hỏi lỡ họ chửi đấy. Không chửi đâu mà chửi, tự nhiên sao mà chửi. Lên mình biết đâu mình tìm được cái anh nào đó phù hợp với mình thì mình gắn bó cả đời. Con cái lại mất mình lấy chồng lấy ở hết rồi ai ở chứ chị. Không, có nghĩa là chị cũng tư vấn với các bạn bè, thì bạn bè bên này thật chị cũng bảo là ở ngoài thì chị cũng không thiếu, em hiểu không? Nhưng mà nhiều khi các bạn bảo là lên trên này á, thì mình sẽ tìm được những người có cái tính cách phù hợp với mình hơn. Đúng rồi. Là đủ điều kiện để mình, tại sao mà ở ngoài mình không hợp? Là vì ở ngoài là mình không có tiếng nói chung và những người đến mình là không hề hợp. Và khi mình lên trên đây là chương trình đã thanh lọc hết rồi. Ví dụ đúng, chị cần những người như thế thì chương trình sẽ ghép người như thế cho mình. Hoặc là những cái người cần cái tính cách của chị thì sẽ ghép được thành công. Đúng rồi chị, bên em sẽ tìm những người mà giống như những gì tìm mà chị yêu cầu nè, sạch sẽ nè, cao 1m65 cho tên nào đó, thì em sẽ tìm người phù hợp với những yêu cầu của chị. Mà phải có nhà cửa riêng độc lập nhá. Thôi sao nãy nói luôn là ít ít cũng được, bây giờ đòi nhà cửa. Có nghĩa là phải có nhà riêng, còn lương thì phải là đủ sống, cái cuộc sống mà nó không phải là bấp bênh quá ấy. Dạ. Tất nhiên là chị vẫn phải làm việc nữa chứ. Dạ. Ví dụ như là có hết những cái tiêu chí kia mà giờ thiếu cái nhà thôi thì được không? Thì về ở chung với chị được không? Cũng được. Cũng được. Cũng được, không vấn đề gì cả. Thật ra là kể ra nếu mà một thân một mình thì đến ở với chị, tại vì thật ra đến cái dần này nói như em là nó là cái tình cảm thôi. Thì sau được. Này mình có già đi thì cũng con cái mình chứ cũng chả mình có ở với anh ấy, là chẳng qua là mình muốn là ở mình đi lấy chồng thì mình cũng lấy một người chồng cho nó đàng hoàng, có cái nhà cái cửa cho nó đàng hoàng, lại bảo ở thì ở ngoài thì cứ người nọ kia không đồng ý rồi tính thi lên chương trình lấy một thằng vô gia cư, em hiểu không? Nó cũng không hay. Mình không vì ấy đâu, chỉ vì cái tình cảm thôi, nhưng mà cũng chả biết được lên đấy khi mà có nhìn thấy nhau có cảm xúc thì cũng chả kể có thể bao nuôi luôn. Bao nuôi của bà bao nuôi luôn. Và ví dụ như là giờ ảnh có gia đình rồi thì chị thấy được không? Cứ miễn là đang độc thân còn vợ chết cũng được, bà có gia đình bỏ nhau rồi cũng được, em hiểu không? Tại vì bản thân mình cũng thế, chứ còn không đòi hỏi là trai tân hay nào kia. Cứ miễn là ly dị rồi, vợ chết rồi, độc thân. Còn cái đang nuôi con cũng được, không vấn đề gì hết. Vì thật chị cũng rất là thích trẻ con. Yeah. Chị có một cái ưu điểm là thích trẻ con, dỗ được trẻ con. Chăm người già, chăm người đẻ và chăm người ốm là nói chung là rất là ok và ai cũng muốn chị chăm hết. Dạ. Tâm lý cho mọi người là chỉ có khỏe và vui thôi, ăn uống rất là ngon, thay đổi món ăn những thứ là chị làm được điều đấy. Dạ. Rồi chị Hương ơi, bên em hôm nay nhận được thông tin của chị rồi nha, bên em sẽ tìm cái bạn nào mà phù hợp với những yêu cầu của chị Hương, nếu như có thì bên em liên hệ lại chị Hương nha. Chị nhờ một chút được không? Dạ được chị. Bây giờ mà có một cái trường hợp nào cũng đúng, chị không muốn lên chương trình mà muốn ghép đôi theo cái kiểu là online như này này, em dạ. Có thể kết nối giúp chị được không bên chương trình ấy? Ờ, chương trình bên em là mình phải lên sóng luôn. Mình lên luôn cho mọi người cùng biết. Ví dụ như mình lên mà mình không hợp với cái anh đó thì mình có những anh khác người ta xem chương trình thì người ta thấy mình. Người ta thấy chị phù hợp. Không có gì ngại hết. Mình lên mình cứ vui vẻ thoải mái chia sẻ giống như chị nói chuyện với em nè.
thì chị cũng nghĩ là chị nói câu chuyện như này cũng vui thôi, mình không nói xấu chồng mình, mà không nói xấu nhà chồng đúng không? Đúng rồi, không nói ai cả, mình chỉ nói là những cái chuyện đấy mình xin từ chối chẳng hạn. Ngày nhỏ thì chị không, thật sự là ngày xưa cũng rất là nhiều, nhưng mà vì con mình còn nhỏ ấy thì chị nhớ con chị nhiều hơn, là chị không quan tâm đến những người bạn trai thì người ta cũng chán ấy, thì người ta cũng sẽ từ từ người ta cũng không để ý nữa, người ta tìm chỗ khác. Nhưng mà bây giờ con chị thì lớn rồi, các con thì đi lấy gia đình đi học rồi, thì cũng muốn mình tìm một người trên cái chương trình thì dễ thấu hiểu hơn. Mà con thì chị nó cũng là mẹ, con thấy họ cứ nghe bình luận ở bên dưới người ta cứ chửi đấy, xong này con mẹ hay là mẹ đừng đi. Không có sao hết đó chị ơi, ai đâu mà chửi. Chị mốt cái nào có bạn nào phù hợp thì bạn em liên hệ mời chị tham gia nha. Ok, cảm ơn em. Dạ, nhưng mà cái chương trình kín thì tốt nhất đấy. Dạ, dạ. Những ngày này em có tư hệ tư vấn một cái anh nào đấy phù hợp với chị, xong rồi cho chị online này thì chị mừng lắm. Dạ. Rồi, vậy nha chị Hương nha. Ok, cảm ơn chương trình nha, cảm ơn em nhiều. Dạ, chương trình cảm ơn chị ạ. Dạ, chào em. Dạ, một người... Bạn kết hôn hả chị? Dạ. Ừ. Mình có ba mấy bé rồi. Dạ, hai bé lớn rồi chị. Ừ. Chơi chạy cái này chương trình bạn muốn hẹn hò, chủ yếu là chị coi chương trình đó, chủ yếu là mình sẽ là người lên, mình tự chủ động chia sẻ về câu chuyện của mình. Thì hai MC cũng chỉ là người hỏi thôi. Thì chủ yếu là mình phải tự mình nói nó dài hơn. Hai chị ha, bây giờ chị kể cho em nghe câu chuyện về cuộc hôn nhân của chị đi. Chị quen nhau anh ấy như thế nào, quen nhau ra sao, lý do tại sao lại chia tay? Chồng em không hợp nhau nữa, chồng em ăn chơi quá, với lại chồng em không biết lo cho vợ con á, cứ tối này ăn chơi ma tí rồi á, em không hợp ý nữa nên em chia tay với chồng em. Là chồng chị chơi ma tí? Giống như ý là chồng không có chơi nhưng mà chồng đi theo quá, giờ đánh vô buôn bán á, giờ dính ma tí. Dính vô ma tí là có chơi không chị? Dạ không, chồng em không chơi, mà đi theo lại mấy người ma tí á, đi theo mấy người giang hồ quá chơi á, giống như là bạn bè ai kêu đi đâu người đi đó đó. Ôi thì cũng rồi, bắt, không có chơi mà. Thế là cái đó chứ chơi thì giờ vợ con thì không có biết, nhưng mà thật sự là em không biết thiệt, nhưng mà em cũng nghi, mà em cũng nói, nhưng mà chồng em nói là không có có, nhưng mà cứ khuyên giảng chồng hoài mà chồng không nghe lời, nên em tức quá là em không có lấy chồng em nữa. Nhưng mà khi mình không lấy nữa thì mình giấy tờ hôn nhân này nọ có ổn định không chị? Dạ có chị. Có hết rồi đúng không chị? Rồi, chị quen anh ấy như thế nào? Trong trường hợp nào? Quen anh ấy là lúc em vừa lớn lên, em còn nhỏ, đó là em quen chồng em lấy chồng em đến bây giờ luôn. Em lấy chồng em lúc năm 19 tuổi. Năm 19 tuổi, quen nhau được bao nhiêu năm chị? Dạ, quen nhau cũng được 5-6 năm á. Quen hồi lúc em mấy tuổi. Năm 6 năm, 19 tuổi tới bây giờ chắc cũng mười mấy, cũng phải mười mấy năm chứ ta. Đúng rồi, mười mấy năm, nhưng mà em chia tay chồng em hết mấy năm nay rồi. Là chia tay được khoảng bao nhiêu lâu? Chia tay cũng khoảng tầm 5 năm đây á. Ừ. Năm năm đây, rồi lý do tại vì ổng lo ăn chơi và ổng cho ma túy nên mình chia tay, đúng không? Rồi con cái giờ hiện tại đang ở với chị hả chị? Dạ đúng rồi. Ừ, chị cho em hỏi là mình buôn bán vậy thì cái mức thu nhập của mình như thế nào? Dạ, nói chung là thu nhập mình cũng có ổn định, tại vì có buổi lời thì tắt thì lời 300, ới thì lời có khi trăm mấy 200. Nhưng một tháng của mình là được bao nhiêu? Cho luôn mình trung tháng của mình là 900 đi. Bù qua sức lại á, tháng 900 ngàn hay 9 triệu, ờ trời hết hồn. Tháng 9 triệu. Rồi, tưởng 900 triệu hết hồn luôn. Tháng 9 triệu. Mà nhà cửa này nó ổn định hết rồi chị hay sao? Dạ đúng rồi, cũng có nhà cửa rồi, mà điều nhà cũng không có ngon lành nha. Ừ, rồi. Bây giờ mình lên mạng hẹn hò thì cái mẫu bạn trai mà chị mong muốn là như thế nào? Chị cao mét bao nhiêu? Em cao mét 55. Rồi, cao mét nào mà ngoại bạn trai của chị là như thế nào mới phù hợp với chị nè?
Là bạn trai em sống được hết trơn em. Nghề nghiệp được sao? Thì nghề nghiệp em thích là đi làm. Nhưng mà đừng có chơi bời, đừng có ăn chơi, đừng có giang hồ lắm. Nói chung là nghề nghiệp ổn định, có công việc là được đúng không? Không quan trọng là anh ấy làm nghề gì đúng không? Đúng rồi. Ok, ổn định. Rồi, tuổi tác thì như thế nào ạ? Tuổi lớn hơn em cũng được, anh ấy sinh từng 85, 86 gì cũng được. Anh ấy tình trường anh ấy đã có vợ có con mà ly thân rồi mà có con được không? Được, ok cũng được, nhưng mà phải có ly thân nha, đừng có lại lấy vợ nha. Rồi. Sống ở đâu gì được, thành phố Hồ Chí Minh là được đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Rồi, ok. Thì đây là một buổi casting bổng hẹn hò thôi. Thì nếu mà kiếm được một người phù hợp á, sẽ làm việc với chị sau. Hai chị ha, em cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, rồi. Dạ, buổi phỏng vấn của mình đến đây là kết thúc ạ. À. Mình có thể thoát cuộc gọi được rồi chị.